Xin chào tất cả các bạn, mình là Kim Trinh. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Đội hình 11 đầu trọc khuấy đảo làng túc cầu, nổi tiếng nhất thế giới bóng đá. Những ngày này, các cầu thủ bóng đá thường trần cho mình một kiểu tóc riêng để tạo sự khác biệt. Tuy nhiên, vẫn có những ngôi sao thích cạo trọc thay vì một bộ tóc xù trên đầu. Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít những quả đầu trọc làm đắm say trái tim của người hâm mộ. Cùng điểm qua họ là ai nhé? Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Chẳng biết là vì vướng víu khi thi đấu, vì bị hói, vì sở thích hay vì một lý do nào khác mà rất nhiều cầu thủ ra sân trong tình trạng không có sợi tóc nào trên đầu. Thế nhưng những gì họ làm được lại tỷ lệ nghịch với số tóc của họ. Với kỹ thuật cá nhân thượng thừa, những ngôi sao này đã đem lại màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới. Và sau đây chính là đội hình 11 gã đầu trọc nổi tiếng nhất mọi thời đại. Cùng theo dõi hết clip để xem họ là ai nhé. Hẳn nhiều người trong chúng ta chưa thể quên hình ảnh Laurent Blanc trao một nụ hôn lên cái đầu hói nổi tiếng của thủ môn Barthez tại giải World Cup 1998. Không ai có thể phủ nhận tài năng xuất chúng của thủ thành đội tuyển Pháp và phong cách chơi bóng không lẫn vào đâu của anh. Tuy nhiên, ít ai biết được nguồn gốc của cái đầu trọc này. Khi còn chơi ở đội trẻ Toulouse FC, Fabien Barthez vốn là một cầu thủ rất điển trai với mái tóc được chăm chút rất ưa nhìn. Nhưng trong một lần đi chơi quá giờ, anh đã bị huấn luyện viên khi đó là Pierre Mosca phạt cạo trọc đầu. Thế nhưng cảm nhận từ sau khi xuống tóc, phong độ của mình tốt hẳn lên nên Barthez nghiễm nhiên không để tóc mọc trở lại nữa. Những năm tháng đỉnh cao, Michael là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ cánh phải của đội tuyển Brazil. Michael có lối chơi mạnh mẽ nhưng không hề kém về kỹ năng xử lý bóng. Tuy cầu thủ xứ Samba không thể duy trì đỉnh cao phong độ trong thời gian dài, nhưng hình ảnh thời hoàng kim của anh vẫn được coi là ví dụ tiêu biểu cho một hậu vệ cánh hoàn hảo với khả năng công thủ toàn diện. Ở mùa giải 2009-2010, khi Inter Milan giành cú ăn ba lịch sử, Michael đích thực là một quái vật trắng thủ hành lang phải với lối thi đấu bùng nổ đáng kinh ngạc. Trong những năm tháng đỉnh cao, Jan Stam là hậu vệ rất khó bị vượt qua. Cựu cầu thủ người Hà Lan là trụ cột không thể thay thế trong đội hình giành cú ăn ba lịch sử của MU năm 1999 và là trụ cột đội tuyển Hà Lan ở hai kỳ Euro 2000-2004 và World Cup 1998. Nổi bật với chiều cao của một cây sào và quả đầu trọc lóc, Stam luôn là một trong số những cầu thủ dễ nhận ra nhất trên sân. Đẳng cấp của anh cũng không cần bàn cãi bởi Sarles từng thú nhận việc bán cầu thủ người Hà Lan cho Lazio năm 2001 là một sai lầm trong sự nghiệp cầm quân của ông. Thuram không quá lạm dụng sức vóc, vốn được xem là thiên bẩm của mình. Thay vào đó, anh chơi tỉnh táo với khả năng đọc trận đấu tuyệt vời. Có thể Thuram không phải là cầu thủ nổi tiếng nhất của tuyển Pháp, nhưng những kỷ lục mà trung vệ này tạo lập đã biến anh thành một tượng đài sống. Từ World Cup 1998, Serie A những năm đỉnh cao cho đến World Cup 2006, Thuram giống như những gì tiêu biểu cho bóng đá của cả một thời đại. Roberto Carlos đã trở thành huyền thoại của làng bóng đá thế giới nhờ sở hữu năng lực phi thường khiến fan hâm mộ túc cầu giáo phải ngã mũ. Ngôi sao người Brazil được nhận diện trên sân cỏ nhờ chiều cao khiêm tốn và quả đầu trọc lóc cùng vòng đùi ngài cỡ. Không phải là hình mẫu của một nghệ sĩ có lối chơi quyến rũ và đẹp mắt, ở Roberto, điểm nổi bật nhất ở anh chính là thể lực. Chàng lực sĩ này sở hữu những cú sút tầm xa gây bàng hoàng. Tốc độ cũng là điểm dị biệt của Carlos, được ví như người đàn ông viên đạn. Anh có những pha di chuyển cực nhanh và dứt điểm bất ngờ, khiến đối thủ không kịp chớp mắt. Với vận tốc và quỹ đạo của quả bóng không thể nào lường trước. Có thể nói, Roberto Carlos là một trong những hậu vệ trái hay nhất lịch sử túc cầu thế giới.
Patrick Vieira chính là một tượng đài thực sự của Premier League trong 9 năm gắn bó với Arsenal và đeo băng đội trưởng đội hình bất bại năm 2004, giành 3 chức vô địch Premier League và 4 cúp FA. Một tiền vệ tuyệt vời, tinh tế, mạnh mẽ và thông minh, Vieira có một vị trí vĩnh cửu trong lòng các cổ động viên Arsenal. Không những thế, Patrick Vieira còn là thành viên của thế hệ vàng bóng đá Pháp, vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Cựu sao Juve từng khiến các đối thủ khiếp sợ bằng lối đá máu lửa nhưng không kém phần kỹ thuật. Nếu phải định nghĩa cái hay của Patrick Vieira trong một câu duy nhất thì đấy có lẽ là anh xuất sắc trong mọi việc. Thực sự rất khó tìm ra một tiền vệ toàn diện như Vieira dựa trên cách chơi của ngôi sao người Pháp mà đánh giá. Nếu anh là số 2 thì lịch sử Premier League có lẽ sẽ không có tiền vệ nào số 1. Trước khi thành công vang dội trên băng ghế huấn luyện, Zidane vốn đã làm người hâm mộ mê mẩn từ lâu với khả năng sáng tạo thiên tài trong vai trò một cầu thủ. Huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini ấn tượng Zizou rằng: "Xét về mặt kỹ thuật, tôi cho rằng Zinedine Zidane là ông vua của những kỹ năng cơ bản trong bóng đá, kiểm soát bóng và truyền bóng. Tôi không nghĩ có cầu thủ nào sánh kịp với anh ấy trong việc nhận bóng và điều chỉnh trái bóng." Zidane gặt hái được nhiều danh hiệu cao quý trong những năm tháng gắn bó với Juventus, Real hay đội tuyển Pháp. Kỹ thuật xoay Comba chính là kỹ thuật làm nên thương hiệu của chàng tiền vệ này. Bên cạnh đó, ở Zidane còn hội tụ nhiều phẩm chất khác của một cầu thủ tấn công như khả năng solo qua người, tốc độ, kỹ thuật điêu luyện, khả năng dứt điểm bằng cả hai chân. Và từ đó, anh đem đến cho người hâm mộ lối chơi quyến rũ nhưng lại khiến hầu hết mọi đối thủ phải sợ chết khiếp. Ở thời đỉnh cao, Thierry Henry với tốc độ tuyệt vời được truyền thông và người hâm mộ gọi là đứa con của thần gió. Khả năng dứt điểm của cựu tiền đạo người Pháp cũng thuộc dạng nhất nhì thế giới khi đó. Trong ký ức của những người hâm mộ pháo thủ, Henry có lẽ là cầu thủ tạo được nhiều cảm hứng nhất trong thế hệ của anh. Tốc độ, kỹ thuật, ngẫu hứng và sự đam mê trên sân, những tinh hoa của Henry dường như được bộc lộ một cách rõ nét nhất. Anh tạo thành những cơn lốc nhờ đôi chân dài và phong thái chạy như một vận động viên điền kinh. Và có lẽ cũng nhờ cái chân ấy, anh ghi bàn bằng kỹ thuật rất ít thấy thời bấy giờ. Không cầu kỳ khoa trương, những pha đặt lòng hay xúc ăn má ngoài của Tito giúp trái bóng vẽ trên không trung với một quỹ đạo mà thủ môn chỉ biết đứng nhìn, còn khán giả thì được dịp tan chảy với những đường cong mỹ miều. Robben là một tài năng hiếm có của bóng đá Hà Lan và không thể phủ nhận cựu ngôi sao Real Madrid chính là một trong số những tiền vệ cánh tài hoa nhất thế giới. Kể từ khi sang chơi cho hùm xám Bayern Munich, Robben đã tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình, vô hiệu hóa những pha ngoặt bóng vào trong và dứt điểm của tiền đạo 36 tuổi này là thử thách với bất kỳ hàng hậu vệ nào. Có thể thấy, những pha xử lý của gã đầu trọc này là điều đối thủ biết trước nhưng lại khó có thể ngăn cản được. Nhắc đến Rooney là nhắc đến một tiền đạo có lối chơi toàn diện nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại. Cựu sao MU có thể di chuyển với bóng hay không bóng đều rất tuyệt vời. Anh có một nhãn quan chiến thuật vô cùng ấn tượng cũng như có lối chơi rất xông xáo. Chân sút sinh năm 1985 này từng khổ sở với biệt danh gã hói và nhiều lần phải chi tiền đi điều trị. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng cái đầu hói là một trong những điểm tạo nên sự đặc biệt cho tiền đạo người Anh này. Trên sân cỏ, Ronaldo béo từng khiến cho nhiều đối thủ phải khiếp sợ. Huyền thoại người Brazil sở hữu kỹ năng rê bóng, phá bẫy việt vị, dứt điểm toàn diện, cùng tốc độ và tư duy bẩm sinh, một tiền đạo xuất sắc. Danh xưng người ngoài hành tinh là cái cách mà người hâm mộ mô tả tài năng vượt trội của Robéo. Hai chức vô địch World Cup cùng với hai quả bóng vàng thế giới, người ngoài hành tinh Ronaldo là sát thủ đầu trọc, gieo rắc sự kinh hoàng lên mọi hàng phòng ngự kiên cố nhất. Vừa rồi chính là đội hình 11 đầu trọc khuấy đảo làng túc cầu thế giới. Bạn là fan của ngôi sao nào? Nhớ chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới video. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.